không ai chán chê mới về mà đã say mê. Cây xanh trái xanh lúa vàng lấp lánh long lanh, xung quanh có sông nước trong mênh mông đầy phong. Ê, đêm đêm gái trai về hò đáp hăng say, luôn luôn đôi tay tiếng ngân nga nghe liền tay. Ê, dân cư ở đây sông nghề cày cấy quanh năm, chăn nuôi tiếng tăm khắp nơi luôn luôn về thăm. Ôi, đồng quê thật là thơ mộng, gió mát mẻ, dưới sông tôm cá lội đầy đàn, trên đường lộ thì xe chạy hết gan, dưới đồng ruộng thì lúa trổ vàng. Trời ơi, còn cây trái tôi nó quá trời rồi, nhìn không chán, bởi vì người nông dân tay cuốc tay cày sống hạnh phúc quá, thú vị quá. Đúng là miền đồng bằng sông Cửu Long, ô tuyệt vời, tuyệt vời. Quá. Ba chạy lại tuyệt vời nữa, nàng đẹp quá xá, nước da thì mịn màng. Ô trời, ngáp nữa ngáp, trời ơi ngáp, trời ơi miệng ngáp rộng quá, nhìn chỉ giống như công chúa Osaka, còn mình là hoàng tử Lekima. Chà, mối tình này mình nhập lại giống như mối tình trái cây quá. Nàng cùng ta đi với Honda, rồi ta với nàng sẽ đến vườn hoa, cùng nhảy bảng cha cha cha, vui quá làm thử coi. Đâu, bay, bay. Người đâu đẹp lạ đẹp lùng, làm tôi ngơ ngẩn muốn khùng muốn điên. Cũng được quá chứ. Trời ơi, có người đẹp đây mà mình không nói câu nào thì nó uổng quá. Đúng rồi. Dạ, trai thanh niên thể thao xin kính chào người đẹp. Dạ thưa cô, xin phép cô làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút có được không cô? Một câu cũng được cô à. Dạ. Hỏi đây. Dạ, cảm ơn. Dạ, chẳng hay cô tên gì, cô tên chi, xin cho biết quý danh là gì. Cô tên gì, cô tên chi, xin cho biết quý danh là gì. Trời, vô duyên không? Tự nhiên cái chạy lại cô tên gì, cô tên chi à. Hỏi tên không mà cũng ca thôi mà giật cái bực à. Tên gì cậy tía tôi. Nhìn cái mặt của anh là thấy quê rồi. Bực bội rồi. Thấy cái mặt sệ là thấy biết rồi. Thấy sệ rõ ràng. Cho đáng cái tật mày. Hà rứa nè. Hà rứa. Gặp ai cũng hỏi, cũng đùa, cũng làm quen. Bây giờ thì quá thẹn, thấy không? Thẹn đó. Cho vừa lòng người ta. Đánh cho mày vừa lòng. Cho vừa lòng người ta đó. Nhưng mà mặt cái này bộ dày lắm sao. Ổng sao. Thua keo này mình bày keo khác, lo gì. Chưa chịu thua. Này người đẹp ơi, người đẹp ơi, người đẹp, có bị lãng tay không, kêu làm lơ hả? Trời ơi, ngộ quá. Vì có cảm tình với người đẹp cho nên tôi mới xin phép hỏi thăm đàng hoàng, phải không? Chứ đâu phải sổ sàng đâu, mà cũng không có ngang tàn nữa, cũng không có lãng hoạn nữa. Sao người đẹp làm gì mà phàn nàn dữ vậy người đẹp? Kệ tôi, tôi bận biểu nhiều việc cứ phải đi lắm, không có rảnh để cùng anh hầu chuyện đâu. Chào anh à. Coi kìa, khoan. Đi đâu mà vội mà vàng làm ơn đứng lại bên đàn cho hỏi thăm. Trời. Cha này cho quái cười thôi, cha bị bệnh cười hay gì, nói câu cười câu là sao? À, xin phép người đẹp cho tôi hỏi một câu thôi, và chỉ một câu ngắn gọn được không người đẹp? Một câu thôi nha. Dạ. Hai câu tôi giọng vô mặt không à. Dạ, cảm ơn người đẹp. Được rồi, hỏi gì hỏi đi, một câu một thôi đó nha. Dạ. Dạ, chẳng hay nhà cô ở đâu, ba má vẫn còn đủ quá cô. À, anh chị em được bao nhiêu người, cô có gia đình chưa, gia đình cô gần xa, bà con gần không, hay là ở Minh Hải? Hả? Bực bội không, một câu một, câu gì mà dài thòn vậy hả? Cha này chắc dư hơi rồi, sáng giờ chắc không có nói chuyện với ai phải không, dành hơi để giờ nói gì. Minh Hải là ở đâu, mà biết ở Minh Hải không, mình nói là gần. Vô duyên, nhìn cái mặt là biết vô duyên từ trên dưới rồi. Khó ưa, nhìn là dễ gì ứng. Cô ơi. Vậy? Vừa thôi chứ. Sao? Hổng có ai chịu nổi cô. Cái mặt gì, cái mặt sao?
đàn bà gì mà dữ quá vậy cô? Giống chằn tinh vậy cô? Coi chừng lạng quạng nó rinh bây giờ đó. Cô nghe chưa? Bỏ tật hổng là vừa đi cô ơi. Mình gái mà có cần thiết mình phải sổ sàng, mình phải hỗn hào vậy không ta? Mà cái anh này nhìn coi cũng được lắm á chứ. Trên dưới, ở trời ơi dễ thương á chứ. Xin lỗi. Cho xin lỗi. Không phải muốn xài xẻ thì xin lỗi. Cho xin lỗi. Cho xin lỗi. Tạ em đã sai lầm, mong chàng không nỡ giận hờn em. Trời ơi, tôi tưởng ca múa hay gì. Trời ơi, làm dữ vậy anh? Dạ. Nói nghe nè, chiều nay có rảnh tụi mình đi xin xăm nha. Đó. Rồi hai ta cùng tính chuyện đời trăm năm. Được không anh? Trời ơi. Thiệt. Tôi với cô tính chuyện trăm năm là vợ chồng. Thiệt không cậu? Thiệt mà anh. Em biết em có lỗi. Em đã ăn năn rồi. Bây giờ chỉ còn có cách đó em mới chuộc được lỗi lầm của em. Vì em đã làm cho anh giận. Thấy tội nghiệp quá à. Tội nghiệp anh quá à. Em suy nghĩ kỹ rồi anh à. Trời ơi, tự nhiên sao đổi hướng ngộ vậy nè trời. Dạ. Tôi mơ hay tôi tỉnh đây trời? Anh đang tỉnh chứ không phải mơ đâu mà sợ. Cô yêu tôi. Dạ. Cô yêu tôi. Dạ. Cô yêu tôi. Dạ. Trời ơi, thiệt mà nói giật là làm em phải giật theo là sao? Anh, trời, thôi ngang đường nha, đừng làm như anh, tỉnh lại, trời, sao rồi, đỡ chưa, anh làm em hết hồn hết trơn hết trời hả? Cô ơi, hả? Nãy giờ nói có thật không vậy? Thật mà. Cô, bảy, cô cái gì, em chứ không phải là cô. Cô ấy. Em chứ không phải là cô em. Yêu tôi. Trời ơi. Bực bội đó. Thôi khoan. Bộ khoái xỉu lắm hả? Chút xỉu, bộ gốc ông bị bệnh tim hả? Không, hả? Mới tính xỉu tao không cho thôi làm gì hả? Bực bội không có xỉu nữa, nghe em nói thiệt đi nè. Xuất phát từ tấm lòng của em. Dạ. Nhưng mà sao kỳ quá à? Anh nói câu của mà em yêu tôi không có nghe ngọt chút nào hết trơn hết trời à. Anh phải nói là em yêu anh. Ủa? Chứ không phải em yêu tôi. Yeah. Nói lại coi. Nói coi. Mừng quá ba má ơi. Nói coi. Em yêu anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Hơi làm gì đâu mà giống cù lần lửa dữ vậy em biết nè. Nói có một câu em yêu anh mà cũng không xong nữa. Vậy mà cũng bày đặt đi chọc mèo, chọc chuột. Nói lại câu đó cho em nghe, có chừng nào mà coi sướng cái lỗ tai coi. Nói lại coi. Em yêu anh. Đúng rồi đó. Ơi. Cô, Y Quỳnh, em yêu anh như vậy không sợ hả? Trời ơi, em hiểu với anh rồi. Em biết lúc đầu em có sổ sàng với anh. Nhưng mà nhìn kỹ lại, trời ơi, anh chơi hàng độc quyền không hen. Cái tóc cũng có giống ai hết trơn hết trời à. Mọc sao ngộ ghê vậy đó. Trời ơi, cái trán dần trán rộng thông minh làm sao đâu á. Không em. Một miếng tóc nào phủ vào đó hết trơn. Lạ ơi là lạ gì đó. Trời ơi. Đẹp tự nhiên phải không em? Em biết. Em biết cái là. Rồi mà nhìn kỹ chút nữa. Hối mà cũng độc quyền nghe. Em xin lỗi anh. Vì em thật lòng quá, em xin lỗi nha. Giận Đây nè, em yêu anh chớp nhoáng, yêu mù quáng, yêu lạng quạng, yêu không tính toán. Yêu như vậy sẽ bị người ta cười chê rồi mắc cỡ quê sệ chứ gì. Đừng có lo điều đó đi. Yêu thì em nói em yêu. Yêu mà không làm liều. Em yêu ai yêu thật nhiều. Không liên can ai bớt. Em yêu hoài. Trời ơi, nghe nói con cũng đã rồi. Nghe chưa, em thích là em yêu hả? À. Em yêu cho em. Chứ có yêu cho ai đâu mà sợ. Em không giả dối.
Thấy yêu thì nó yêu à, chứ không có nó ướp mỡ, không có màu mè. Em ghét mấy cái đứa trời trời, tôi tướng yêu đó, tướng chịu ông đó đâu, ông đó sao sao. Chứ trời ơi, cái thấy người ta tùm tướp, tướp, tướp vậy đó anh, trời ơi. Còn em thì khác nha. Em sao? Em yêu thì yêu sai đắm. Ừ. Yêu thật đậm. Ừ. Yêu không lầm. Ừ. Nhưng yêu không lầm. Nghe em nói nãy giờ không mà anh đánh giá được em rồi. Dạ. Nhưng có điều anh muốn hỏi em nha. Sao? À, hồi nãy em thấy em không có thích anh phải không à? À, nói rõ hơn là em không có mặn anh chút xíu nào hết trơn á. Nhưng mà sao bây giờ kỳ lạ vậy? Trời ơi, em đã giải thích rồi. Sao? Là nhìn anh á. Ờ? Hàng độc quyền không? Đó. Đúng không? Hồi nãy thì ổng thích. Nhưng cái này mà em cái tán ra ừ. Nhưng bây giờ có cảm tình rồi thì em thích. Có chi đâu mà lạ, hỏi hoài anh hỏi hoài kỳ cục. Lạ mà. Chứ mai mà em không mắc cỡ chứ, mắc cỡ sao trả lời lại được. Lạ mà luôn. Không phải lạ. Yêu gì mà mau quá vậy. Còn hơn là quả tiễn xuyên lục địa nữa. Anh nghi ngờ quá à. Trời ơi, anh sao mà đa nghi quá à? Đã nói rồi mà sao cứ hỏi hoài vậy. Anh sợ yêu là em yêu anh giả dối phải không? Đúng chứ sao gì nữa. Anh thì thật lắm em à. Anh cũng muốn em thật với anh nè. Có yêu anh thì phải yêu cho trót à. Chứ đừng có bỏ anh giữa đường giữa chợ tội nghiệp anh, hiểu không? Biết rồi. Mà cái câu nói đó đáng lý ra là em nói mới phải chứ. Mà em chưa nói sao anh lại nói. Em nói câu này nè để anh yên chí nha. Sao? Em đã nói là em yêu thiệt. Yêu thiệt phải yêu không? Yêu kịch liệt. Cảm ơn. Yêu hết biết. Cảm ơn. Yêu da diết. Và không bao giờ hối tiếc. Là bởi vì sao? Tình yêu không nên nói hoa mà nên luôn luôn thật thà. Em nói láo thì em màu già. Anh nói láo thì mặt anh nhăn ra. Thề với lòng hai đứa không rời xa. Mắng la không dần dần lui tới gần. Thương anh vì anh giỏi giang. Thương em vì em siêng năng. Thương anh thì thương mãi mãi. Khuyên em chớ có lợp phai. Khuyên em chớ có lợp phai. Khuyên em chớ có lợp phai. Nhớ không em, nghe không? Bộ điếc sao không nghe? Lạ quá. Gì lạ? Quá lạ. Sao từ lạ? Nhỏ đến giờ á, chưa thấy tình yêu nào mà quái lạ như tình yêu này nghe. Nói như vậy là anh cũng chưa tin em phải không? Tin rồi mà, không phải tin rồi. Cái giọng á. Nhưng mà em cho anh hỏi nè. Hỏi gì hỏi hoài à, bực bội ghê, hỏi đi. Dạng thiệt cũng sợ lửa đó. Em nói em yêu anh phải không? À. Vậy chứ em yêu ở chỗ nào? À. Trong khi chưa có biết quá khứ vị lai của anh nè, cũng chưa biết nhà cửa anh ở đâu nè. Vậy mà em yêu anh, yêu gì kỳ cục cả? Trời ơi, tôi bực bội quá đi. Nhưng mà cũng phải giải thích bởi vì mình yêu. Có gì đâu mà kỳ. Nói đi. Anh nên nhớ rằng ở trên đời này không có ai định nghĩa được tình yêu đâu anh ơi. Tình yêu vô bờ bến mà anh. Lúc đầu em giả bộ thử anh, nói những lời không được êm dịu với anh là để thử xem hành động bực tức thật cực kỳ của anh như thế nào. Nhưng mà không về anh ăn nói thiệt là dễ thương làm sao đâu á. Khiến cho em để ý chứ anh. Trời, chàng trai đẹp dễ thương phải để ý chứ. Đâu có ngu, em đâu có ngu. Dễ gì gặp được người vậy. Rồi cái anh giận. Công nhận anh cũng có giận. Nhưng mà cái giận của anh nó rất nhẹ nhàng. Không sổ sàng, không ngang tàng, cũng không lạng hoạng. Mà trái lại còn dịu dàng. Có, anh cũng có thở than đó chứ. Nhưng mà tiếng thở than nghe như là ai oán vậy đó. Do đó làm em suy nghĩ. Em mới thức tỉnh ăn năn. Em thấy rằng nói chung tổng kết chung quy lại đó là sao? Anh là người hiền lành, không phải người lưu manh chuyên chọc gái. Vì thế mà em yêu anh. Anh là người mà em yêu, em quý. Chỉ có vậy thôi à, chịu chưa? Chị Lý, chị Lý. Dạ em cũng là người mà anh quý. Đây nè, nắm tay được không? Được. À, vậy được không? Chuyện nhỏ. Thôi tới đây được rồi. Thắng làm mất trớn hết trơn à. Ý mà quên. Hả? Gì nữa? Cái gì nữa? Đổi ý phải không? Không phải, em nói anh nghe nè. Nãy giờ quen nhau nói chuyện với nhau lâu rồi. Thậm chí yêu nữa mà. Anh tên gì anh tên chi, cho em biết quý danh là gì. Anh tên gì anh tên chi, cho em biết quý danh làm quen. Rồi, bắt trước tôi phải không? Hả? Bắt trước anh trả thù hồi nãy phải không? Ờ đó. Anh giận á. Thôi mà anh ơi. Nãy giờ là em muốn thử anh cho nên em mới nói vậy. Chứ bây giờ em hỏi thiệt đây nè. Em sao? Hỏi thiệt tình bây giờ nè. Ừ à. Ừ, anh nói em nghe đi, tin gì vậy?
Nói giỡn chơi với em cho vui chứ. Dạ. Anh tên Kép. Ơ trời. Lê Thị Kép. Ê, sao Thị được? Văn Kép. Ý quên. Quên chữ dạ. Lót của má anh. Bây giờ nghe anh nói cho kỹ này nha. Dạ. Anh tên là Lê Văn Kép. Dạ. Quê ở Sa Đéc. Hồi trước làm nghề bán dép. Bị chèn ép quá nên nó dẹp. Nhà cửa luôn luôn khép hết trơn đó em. Dạ. Bởi vì anh không có ưa bếp xếp. Mà không thích nói môi mép nữa. Dạ. Luôn luôn bị đè bẹp, bị xẹp. Nhà bị dẹp lép như con tép. Nhưng lúc nào cũng cương trực và sắt thép. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Ôi trời ơi, cái tên của anh ở nhà toàn là ép không à. Hay sợ luôn á. Mà tính tình của anh á, em cho anh thêm chữ ép nữa nè nha. Cũng đẹp luôn á. Chữ gì? Giận ẹp đó. Em kính mến anh là phải rồi. Đúng là em có mắt nhìn người ghê luôn nha. Em nè. Dạ. Còn em tên gì nói anh nghe đi. Trời ơi, tên em dài lắm anh ơi. Hả? Nhớ lắng tai nghe cho kỹ anh ơi. Thì nói đi ta nghe, ngộ quá. Nhớ nghe, lắng tai chưa? Rồi. Nghe em nói nha. Ừ. Em tên dài lắm á. Ừ. Tên là Công Tần Tôn Nữ Ung Thị Bích Đào. Nghe rõ chưa anh? Coi chừng tên đó. Tên dài quá trời quá đó. Nhớ không nổi đó. Dạ. Thì đó, bởi mỗi lần em giới thiệu tên cho ai có cái viết với miếng giấy không à. Vậy hả? Em ghi cho người ta học. Bị nói lần không ai hiểu hết á. Dạ. Mà anh ơi. Ơi. Quê quán em ở Cà Mau. Bên nội ở Bảy Sào, bên ngoại ở Đa Cao. Em làm việc rất là chu đáo, tính tình không quạo, có sao nói sao chứ không ba sạc. Ghét nói láo, gia đình không giàu nhưng vẫn sống thoải mái không có sao. Ban ngày thì bán gạo, tối bán cháo. Muốn làm giàu để lo mai hậu về sau thì phải cố gắng làm cho mau. Hôm nào mà gặp mưa bão thì kể như hôm đó húp cháo. Buồn muốn đau, anh tin chưa? Hay là em nói xạo nói láo? Nghe kể tâm sự anh lại càng thương mến em nhiều hơn. Anh với em kết hợp vợ chồng thật là quá đúng rồi em ơi. Dạ. Hơn thế nữa là có sự trùng hợp nữa. Cũng vui vui là em tên Đào mà anh tên Kép. Đọc chung là Đào Kép hay quá em ha. Hai đứa mình mà lấy nhau đầu năm này là hết ý đó em. Hết ý là cái chắc rồi. Bởi vậy Kép Đào mà yêu nhau, tình yêu nó rạc rào. Rạc rào vì yêu nhau mà tình ai xôn xao. Tình yêu như tiếng pháo nó đùng đùng. Thôi nổ nhiêu đủ rồi. 2, 3. Ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau. Anh ở đời ngộ thiệt, người ta nói hữu duyên tiên lý năng tương hộ, vô duyên đấu diện thấy thương liền. Vậy mà ngộ ghê. Chê mình vô duyên mà hai đứa ăn ở tới nay tính cũng được là 20 tháng rồi. Từ ngày lấy bả tới giờ gần 2 năm rồi chứ bộ ít sao. Có đứa con trai đầu lòng cưng như trứng mỏng. Nếu mà nói hạnh phúc thì nó quá thừa, vợ buôn bán còn mình thì quay sóc việc nhà cho vợ, như vậy là nhàn rỗi quá. Cũng không thua gì ông hoàng. Còn đòi hỏi gì nữa bây giờ. Em vậy đó. Trời ơi sao kỳ cục vậy? Sao tự giờ cười nói vui vẻ, tự nhiên giờ trầm bầm là sao? Đem phụ đồ tiếp coi, trưa rồi. Đem hả? Đem nè. Đem nè. Đem nè. Dạy hết trơn rồi sao vậy? Anh là sao vậy? Kỳ cục vậy là sao? Giận cái gì? Cô tưởng cô đưa về nhà là tôi yên hả? Sao? Tôi hỏi cô nè. Nói chuyện với cha đó là ai? Trả lời. Cha nào? Hồi nãy tôi thấy rõ ràng. Ha. Mắt thấy
rõ ràng. Cô cười cợt nắm tay người ta, đúng không? Trời Phật ơi, à cái ông hồi nãy hả? Người ta mua hàng thì mình lịch sự mình trả lời, vừa lòng khách đến vui lòng khách đi mà. Ninh, cô đừng có nói dối qua mắt tôi hả? Không, em thề là em không có nói dối. Không, không tin cô. Không gian dối hả? Không gian dối mà nắm tay người ta hả? Em đâu có nắm tay ta đâu. À, tao biết rồi. Ổng mua đồ xong rồi ổng bị rớt xuống. Cái ổng mới xin em cái bao gói lại thì em mới gói xong rồi đưa cho ông ấy. Ủa mà ngó sao? Ngó sao hay dữ, mắt sao vậy hả? Con mắt có mắt trên mắt dưới không mà tự nhiên nhìn tao nắm tay là sao? Rồi lúc đó đứng ở đâu? Tôi ở bên kia đường. Trời ơi, ở bên kia đường thì đúng rồi, thâu nhìn bậy rồi. Trời ơi sao kỳ vậy? Kỳ hả? Tôi bên kia đường, con chiều em ba con la là sao? Tôi thấy con nắm tay đâu hả? Bây giờ được sao thấy rõ được cái này chưa mang ra là sao? Nhớ mà thôi thôi trời ơi, ông sầm người ta dòm ra cười trời ơi, sao mặt cái hai người đi là bà tội ơi. Trời ơi, thôi Ninh biết rồi, chú Sư biết rồi, biết có em có rồi, thôi được rồi, xin lỗi đó. Xin lỗi gì? Xin lỗi mà như tát vô mặt tay vậy đó. Xin lỗi nhẹ nhàng như ngày nào, xin lỗi tôi đi. Ừ à, anh xin lỗi á. Vậy nhờ. Nhưng phải hứa nó nhờ. Mai mốt mà nhìn nó mất kỹ là không có được khẳng định vậy nghe chưa. Biết rồi, cái tánh anh thương em thì em biết rồi. Nhất chút xíu là anh ghen à, tội nghiệp anh chứ. Anh ôi đâu người... muốn đâu. Đồ đạt để dành đi bán là quăng tầm lum lả gì đó. Thôi anh lụm. Mai mốt mà anh còn vậy là tôi lật cái xích lô lên luôn à nha. Bực bội rồi đó. Đừng có thấy tôi vậy mà tôi hiền hiền nhịn là nhờ. Thương thì thương chứ bực lắm á. Anh xin lỗi đó, vậy có được không? Thôi xin lỗi à, vui nha, cười coi. Nói vậy mới vui vẻ không? Ghét quá. Hứa phải nhớ nha. Anh ghen chứ bộ. Anh Kép ơi, anh Kép có nhà không anh Kép? Ai đó, vô đi, ai đó? Tôi nè. Trời ơi, quá trời, lâu quá mới gặp nha. Chào bạn. Chào anh. Lâu quá không qua thăm chơi vậy đó hả? Ủa, chị mấy cháu khỏe không anh? Dạ, cảm ơn anh. Vậy bà hả? Xã tôi và mấy đứa nhỏ cũng mạnh hết à. Vậy à? Lâu quá không qua thăm anh chị vì bận lo việc đồng án đó. Rồi, tôi nên... cũng lo quá trời anh ơi. Nên nay rỗi rảnh qua thăm anh chị đây. Rồi, cảm ơn, đây, ngồi đây anh, ngồi đây, uống nước đi, rồi. Lâu quá mới gặp nhau bạn bè chí cốt quá ha. Kỳ mà bữa nhậu lần chót tới nay cũng hết 2 tháng mấy rồi nè hả? Anh nhớ dài quá. Anh ơi, qua thăm có việc gì không? Nói cho nghe. Có chứ, qua là phải có chứ. Việc gì? Nói thật với anh nha, hôm nay tôi qua đây trước là thăm anh chị. Hả? Sao là để mà anh qua nhà chơi. Hôm nay có tiệc. Hả? Có tiệc? Ừ. Nhậu hả? Nhậu. Nhỏ. Trời ơi, bạn nghe tội tôi cháu ơi. Nhậu không? Nè, hôm nay tôi làm chủ sĩ. Anh là chủ sĩ? Ừ. Ngon lành nha, bữa nay chắc quát cần câu quá. Kim nấu nướng luôn. Rồi, được rồi, chiều nay phải không? Chiều nay. Rồi, chiều tôi qua sớm ha. Qua lẹ nha. Yên tâm. Anh em tụi tôi chờ dữ lắm. Tôi hứa là tôi qua, bảo đảm. Thôi bây giờ tôi về ha. Rồi. Chiều tìm cách nói bà sao đó. Rồi luôn. Gọt bà tôi ha. Yên tâm. Thôi tôi đi à. Đi. Lát nói bà tôi về luôn ha. Rồi, cảm ơn. Thôi đi à. Rồi. Ủa anh, em nghe ai nói chuyện gì với anh trên này phải không? Ai vậy? Anh Tư, anh qua ghé anh thăm á mà. Rồi sẵn rồi anh nói luôn là nhà anh có tiệc, anh mời anh. Có tiệc? Ừ. Anh đi không? Chứ cũng không biết có nên đi hay không, chắc có lẽ bạn bè cũng từ chối được em ơi. Thôi, hỏi thì hỏi vậy thôi ông ơi, nhìn mặt ông là biết rồi. Chứ không phải nghe mời nhậu khoái thêm mồ. Khoái cái gì em, sao hay nói móc lò anh quá. Trời ơi, nói thật chứ đâu có nói móc lò gì đâu. Có sao nói vậy người ơi. Mỗi lần anh đi nhậu về là em sợ lắm. Vì mỗi lần nhậu là ấn tượng khó quên nhất trong đời em mà. Chị dữ vậy không biết khi là... mà tỉnh thì không có chuyện gì trơn trọi á. Tỉnh thì lịch sự dễ thương vậy đó. Mà khi sai rồi như người mất trí vậy. Nói cũng biết nói gì, làm cũng biết làm gì nữa. Bởi vì em nói thiệt với anh, em sợ lắm. Sợ anh nhậu lắm. Sợ anh gây ấn tượng cho đời em lắm. Không có đâu mà, đâu đến nỗi vậy đâu em nói nhiều vậy. Nhiều lần rồi, thôi đừng có chối leo lẻo nữa ông ơi. Nói có sách mách có chứng, tôi không nói thêm nó bớt. Hai chân chồng con mà nói thêm gì. Mấy lần kia. Thôi bây giờ nói trước cho nghe nè. Đi nhậu vui vẻ với bạn bè thì em không có dám cản. Nhưng mà lần này nếu sai mà về còn quậy phá như những lần trước thì đừng có trách em nha anh. Đừng trách em mà coi như là quên bổn phận làm vợ nha anh. Nghe. Hứa không?
giờ hứa mới cho đi. Hứa ăn thua gì dữ vậy trời, chuyện đó chuyện nhỏ mà. Đây là rồi anh hứa đó. Nếu mà lần này anh có một cái sai xỉn này anh quậy nữa đó thì sao? Em đừng nhìn anh nữa. Tin không? Đừng nhìn nữa. Tin chưa? Tất cả tạm tin. Có hứa thì cũng tạm tin chút. Rồi. Nhưng mà thôi ông ơi, lời hứa của ông cũng giống như nước đổ lá môn vậy đó. Thấy không? Vậy hoài. Trời ơi, nói vậy thôi. Con cái lớn rồi nghe ông, đừng có để nó càng lớn rồi nó cái suy nghĩ khác về anh á. Biết rồi. Còn bây giờ nè, mời vô ăn cơm, kẹo cơm lạnh canh nguội mất ngon. Đó, vậy mới dễ thương không? Đi em. Cười vô duyên quá đi. Đường thì mà không hết trơn. Thôi không có à đi. Lúc rồi đó ép vét về sau đi té hoài à. Làm giống gì mà nó té hoài á cà. Té phải không? Mày muốn té phải không? Được rồi, té tao cho mày té nha. Tao cứ đi thử coi mà ai mệt cho biết. Té nữa. Cho mày biết trước đó nha. Uống chưa đã. Về nhà biểu không vợ mình đưa tiền để uống thêm nữa. Trời ơi. Nói đâu có sai đâu. Cứ mỗi lần uống rượu vô là đều ý vậy đó, đó. Rồi không biết bữa nay có chuyện gì xảy ra nữa đây nè. Chuyên môn hứa củi hứa xạo không mà. Rồi chứng nào tật nấy thiệt là khổ hết sức. Cơ kè đi. Ra đây. Dạ ơi, coi anh làm nhân mẹ nè, vui lắm. Nhảy ra chà chà nha. Trời ơi tới. Ê. Trời ơi. Té rồi còn gì nữa đâu. Riết rồi cái thân của ông hết biết đau đớn là cái gì rồi sao mà. Tôi bực bội ghê sao vậy anh. Sao mà hứa hoài là sao vậy. Hứa bỏ rượu, hứa chừa rượu, hứa không làm vậy nữa. Mà sao chừa mà không chừa vậy. Sao chừa nổi mà chừa đó. Tiền đâu vậy? Ở đây đi uống nữa. Không rồi, chết cho tôi rồi. Tiền đâu có nữa mà đưa. Tiền anh lấy hết trơn rồi, còn đâu nữa mà đưa. Đừng qua mắt nè. Bà tưởng tôi sai hả? Xin lỗi bà. Có tiền mà bán con heo mấy ngàn đâu. Trời ở đây. Trời phật cơ, bán con heo đâu mà cả tháng rồi xài hết rồi. Còn gì đâu mà bởi vì tờ ơi. Tôi cho bà biết nè. Gì? Rượu là không có bỏ được. Trời. Mà vợ thì có thể là cho qua phà. Trời. Còn nếu mà không đưa tiền đi uống rượu nữa là thì là tôi cho bà đi lấy chồng khác à. Tôi nói rồi á, bà đừng có giỡn mặt với tôi. Trời Phật ơi là trời, cứ như vậy hoài làm sao mà tôi chịu nổi nè trời ơi. Được rồi, được rồi, anh muốn tôi đi phải không? Được rồi, anh muốn tôi đi cho anh coi, tôi đi cho anh coi. Ê, đi đâu? Đứng lại, đi đâu? Thì tôi nghe theo lời anh, tôi đi lấy chồng khác. Thừa nước đục trả câu hả? Được rồi. Bà muốn đi phải không? Mới nói vậy mà đi hả? Được rồi. Bữa nay là đánh bà. Đó. Ra nói cho biết là đánh bà. Đi chồng khác, lấy chồng khác. Trời ơi. Đứng không vững mà đánh cái nỗi gì không biết nữa. Thiệt là khổ thân tôi hết sức vậy đó trời. Giờ này cũng thấy tâm hơi đâu. Thiệt tình.
nhột quá. Thiệt tình, gia đình mình sao lúc nào cũng gặp chuyện buồn, không chuyện này tới chuyện khác. Lúc đầu mình mãi mê uống rượu chè, bỏ bê vợ con, nhưng mà bao nhiêu lần giận dỗi rồi trách móc nhau, không, rồi bà cũng khuyên năn mình, hối hận mình sửa đổi sai rồi, không, từ bỏ rượu chè tự nguyện, không uống một giọt rượu nào hết. Đó cũng là điều mà mình thấy là cảm thấy mình hãnh diện đối với vợ con rồi, đối với bạn bè. Đã vậy thôi mình xong rồi, trong khi mình đã ý thức mình bỏ được rồi thì bà đã quẹo qua mê đánh bài. Trời ơi, chịu nổi không? Hoàn cảnh gia đình tôi chịu nổi không? Đánh gì mà đánh ngày đánh đêm, bỏ cơm bỏ nước như vậy tự hỏi có tức không chứ. Trời ơi, trong khi bà khuyên mình chừa rượu thì bà lại mê cờ bạc. Trời ơi, sao mà nó tréo nghe như vậy, chịu đời nổi không? Trời ơi, quyết định mãi khuyên mãi bà chừa, bà mới cũng không chừa. Bà khuyên mình bỏ rượu mình bỏ liền, đó thấy không, cay đắng lắm chứ, một giọt rượu không có vô người tới cơn cũng chịu không nổi, nhưng mình chấp nhận bỏ bởi vì thương vợ thương con, bỏ cái rụp liền quá dễ dàng, quan trọng là mình có quyết chí dám từ bỏ hay không. Trời ơi, tức thiệt, cái điều quan trọng không biết làm sao mà nói cho bà nghe để bà bỏ cờ bạc đây nè, khổ hết sức. Anh tôi ngủ quá anh ơi, trắng đi bộ. Đi đâu về đó? Dạ em đi. Đi đâu? Dạ em đi. Em đi, đi đánh bài phải không? Dạ. Đánh bài phải không? Dạ. Đánh bài thì nói đi, mắc cỡ gì? Không dám nói chứ gì. Không phải, chơi nhỏ thôi, 500 ngàn cho qua ngày vậy mà. À thì đúng rồi, lúc đầu thì nhỏ thôi em, sau đó mới lớn, thấy không? À, lúc đầu là bán đôi bông, rồi bán xe, rồi bán nhà, bán ruộng vườn, rồi bán luôn thân xác mình. Trời ơi, nói tới là giận rồi. Ui, anh thật, hết nói nổi rồi. Lúc đầu em còn buôn bán biết lo, buôn bán lo cho chồng lo cho con, mãi mê cờ bạc đó, quên hết chuyện gia đình, đi đánh ngày đánh đêm, quên cả nhà cửa, luôn cả chồng con không ngó tới mà. Có mâm cơm nè, tôi dọn lên dọn xuống 5-7 lần một ngày. Trời ơi, tức ơi là tức. Riết rồi cơm nguội canh lạnh, còn ăn còn uống gì nổi nữa chứ. Trằn trọc chờ hoài cũng không có. Tại sao bà biết bà nói một tiếng tôi bỏ rượu mà bà lại ghiền cờ bạc như vậy? Bà thấy bà có nhục nhã không? Hả? Bà nói tôi biết bỏ mà tại sao bà làm vậy hoài chứ? Bà suy nghĩ đi. Không, bà có ý thức chưa? Bà ăn năn bà tỉnh bà bỏ chưa chứ? Hả? Tôi thiết nghĩ bà nên bỏ đi chứ. Bởi vì sao? Bà cờ bạc đó, bà thấy không, đâu có lợi ích gì bà đi sáng đêm, trong khi đó tôi không có uống rượu mà tôi bỏ mà. Tại sao bà làm vậy đó? Bà làm như vậy rồi làm sao tôi chịu nổi hả? Làm sao tôi chịu nổi, sức lực nào tôi chịu nổi với một người vợ như vậy, cờ bạc như vậy đó. Bà trời ơi, nãy giờ tôi nói tôi tưởng bà nghe, bà nằm mà ngủ. Trời ơi, không có lời nổi không? Không có đâu, em không có ngủ, em biết lỗi rồi. Em thề với anh là sau cái ngáp ngủ này em không dám nữa đâu. Hả? Bỏ hết. Đừng nói nhiều quá, anh từ giờ nói nhiều quá. Mà công nhận giọng nói anh như ru ngủ vậy đó. Nói chút xíu nữa không chừng ngủ quên luôn á. Đây, bà chọc tức tôi phải không? Không có, hối hận thiệt mà. Tôi nói cho bà biết nha, nếu bà không bỏ cờ bạc thì bà ra khỏi nhà này. Giữa tôi và bà không còn gì nữa. Anh, tôi nói vậy thôi. Em xin anh. Người xin gì nè, bà đi đây. Em van anh. Bà không bỏ cờ bạc, bà đi đây. Em xin anh. Đó, đuổi nữa thấy chưa? Cũng cái câu này anh nhớ trong một lúc say mềm anh đã nói với em không anh? Em đi đi, rượu không bỏ được chứ vợ là coi như là qua phà dễ. Nhớ không? Đi đi, đi lấy trai đi, đi lấy người khác đi. Giận chứ quê chứ người phụ nữ Việt Nam mà, chứ đâu phải là người mà gì mà không biết tự ái anh. Em buồn em giận quá em mới làm vậy nè. Bộ anh tưởng em là em đi đánh bài á? Xin lỗi anh nè, em đâu có hư đến nỗi dữ vậy. Em đi chơi thôi, chơi đi hù dọa anh thôi. Bài bạc cái gì, biết gì đâu đánh. Tôi hỏi bà nè, bỏ buôn bán hôm nay, bà đi đâu? Thì không cờ bạc hả? Không cờ bạc hả? Không có cờ bạc. Tại sao lối xóm ta nói tôi nghe? Lối xóm nói? À? Thì tại em nhờ lối xóm về nói với anh. Bị lối xóm cũng rảnh lắm. Vậy chứ bà không đi cờ bạc vậy chứ tại sao hôm nay bà không buôn bán mà nghỉ? Bà nói tôi nghe đi. Trời ơi khổ quá đi. Hôm rồi em không buôn bán là bởi vì người ta có cái lệnh là dẹp lề đường, dọn sạch sẽ để người ta trắng nhựa để cho nó đẹp đường phố, anh hiểu không? Rồi sẵn nhân tiện dịp này em cũng muốn người đi chơi vài ngày cho anh biết nữa, cho hù anh vậy mà.
phải không? Vậy chứ tôi hỏi bà đâu phải là người vợ đảm đang đâu. Phải chứ, em nói thiệt với anh à, lúc nào em cũng ngẩng cao đầu em là một người vợ đảm đang à. Đó. Trời ơi. Vậy là tôi nói quan cho bà. Chứ gì nữa. Vậy chứ bà vẫn lo cho tôi với con à. Chứ sao. Vậy sao bà không chịu nói à, bà làm vậy. Lo âm thầm mà không cần ai biết đến. Xin lỗi anh à. Vậy hả? Ờ. Thiệt hả em? Ờ. Trời ơi không ngờ. Anh hiểu quan. Anh nghĩ làm gì em tội nghiệp. Tội nghiệp vợ tôi quá, đừng giận nha. Xin lỗi đi. Nói xin lỗi coi. Cái chuyện xin lỗi là dư đối với anh rồi. Không phải xin lỗi không mà còn thương em nữa đó. Em cũng xin lỗi anh. Đáng lý ra em cũng phải dùng lời ngon ngọt để nói cho anh bỏ. Vậy mà em cũng dùng hành động để trả đũa anh. Em xin lỗi anh. Trời, không có gì đâu, vợ chồng mình mà. Hay có gì mình xây dựng, mình góp ý nhau. Dạ. Như vậy mình mới ở bền được, phải không dạ. em? Trời ơi, hạnh phúc quá em ơi. Anh hiểu lầm em cũng hiểu lầm anh. Dạ. Vậy là vợ chồng mình vẫn vui vẻ, phải không dạ. em? Cười cái nụ cười đầu xuân em. Hey, go. Ghép đào mà yêu nhau, tình yêu nó rạt rào. Ghép đào gì yêu nhau, mặt tình ai xôn xao. Tình yêu như tiếng pháo nổ. Thao, thao, nổ không yêu được đâu thao. Ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau. Ơi con gái than nam chính là em. Một bàn tay năm ngón em biết chọn ai. Chẳng cần anh thêm bận tâm, người ra đi chính là em. Để anh mãi ấm êm bên người. Dạ đấy, em chào các anh chị em yêu quý. Nãy giờ các anh chị nghe em hát vang vẳng từ bên trong, cứ ngỡ em là một ca sĩ. Không phải, đấy chính là em. Khổ thân sao mỗi lần em hát bài này là em nhớ cuộc đời của em thế. Số em sao nó vất vả quá. Không phải em kén chọn đâu, mà cái số em mới quen các anh ấy. Được anh này, được cái này thì mất cái kia, được cái kia thì mất cái nọ. Em rất là khổ thân. Em nhìn vậy thôi, cuộc đời em đã trải qua hai mối tình rồi đấy. Mối tình thứ nhất em quen một anh đẹp trai cao to, đô con như thống đốc tiểu bang Cali. Đô con bụng sáu cục, chân dài tới lách này này. Thế mà tội nghiệp, anh lại có một nhược điểm là không bao giờ đánh răng. Đấy, mỗi lần nói chuyện với anh ấy em cứ phải đứng cách một cái bờ tường bê tông xi măng 20 in. Thế mà mùi nó vẫn văng vẳng đi qua. Có hôm nọ ông nói chuyện kiểu gì em phê quá, em bước qua khỏi bức tường, vừa bước qua cái ánh phà hơi em ngửi mùi em ngất luôn. Tình giờ em quyết định chia tay mối tình thứ nhất. Đến mối tình thứ hai em lại rút kinh nghiệm hơn. Đợt này em quen một anh cũng đẹp trai vừa vừa thôi, không cần đẹp lắm, nhưng mà anh lại có một cái ưu điểm em rất là thích, là anh rất thích đánh răng. Ngày nào cũng vậy, đi vào siêu thị là mua bàn chải đánh răng này, kem đánh răng này, thậm chí mua cả nước Nitrogen nữa cơ. Thế mà tội nghiệp, anh vẫn bị một nhược điểm là không có răng. Các em bảo, ôi anh ơi, không có răng nên mua bàn chải về làm gì cho nó buồn. Anh bảo, không, anh mua về anh dưỡng níu. Chết đời em đã không có răng, gặp anh ấy không có răng, hai đứa ôm nhau có mà hút cháo à. Bởi vậy buồn lắm, năm nay kiểu gì em phải lấy chồng. Có răng hay không có răng là thậm chí em cũng phải lấy thôi. Thậm chí anh đầu đinh không có tóc ngồi trên kia em cũng quất luôn. Nói đùa thôi, người ta đã không có tóc như thế rồi mà còn nói như thế, người ta tự ái đấy mà người ta lại có vợ rồi. Không có dám đụng vào đâu. Bởi vậy buồn lắm, ngày nào em đi xem bói, em xem cái kiểu gì bây giờ em thành thầy bói luôn rồi. Bởi vậy năm nay em tự quyết em đời em xem lấy ai nhỉ. Ôi bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Chết rồi các bác ơi, thế nào năm nay đời em cũng lấy Johnny Chí Nguyễn rồi. Ôi mừng quá, được lấy trai đẹp rồi. Chân dài tới lách, người đâu con vạm vỡ rồi. Ôi dài đâu rồi, sao không thấy xuất hiện. Đây đây, chân dài đến lách đây. Chân dài đến lách đây. Ôi cầu được ước thấy. Vâng. Mới
đầu người ấy là gặp người ấy đây rồi. Vâng. Ghét thế, chân thì cũng dài tới lách đấy. Mà người đâu tàn dâu là dâu. Ghét thế. Đàn ông mà lị, nam tu, còn nữ thì cái nhũ ấy. Thế hả? Vâng, thế hôm nay... Thế chẳng hay, thế đàn ấy tên gì đấy nhỉ? Em á, Johnny Chuồng. Johnny Chuồng là sao? Trương đấy ạ, à, Trương. Sang đây nó bỏ giấu hết mẹ còn Chuồng nữa. À, thế mà cứ tưởng người ấy là cái loại tên mà không bao giờ mặc gì. Không phải kỹ chứ. Thế mình cầu gặp Nguyễn mà gặp Chuồng thế thôi cũng được. Vâng. Thế chẳng hay đàn ấy đi đâu đây? Đi tìm thầy xem bói ạ. Mà ôi, tìm mãi chả ra. Ở đây này, ta này. Ở đây thầy á? Ta thầy bói này. Chính ta đây này. Tôi không thường nhận thường ra thế. Cái thường thường là thế. Cứ mấy bà thầy bói cứ hay hầm hầm này. À vâng. À, dạ. Đây thầy đây. Chính vâng, là chào thầy. Thế chẳng hay đằng ấy vào đây xem cái gì? Thì có ai sung sướng mà đi xem bói phải khổ, buồn, tình duyên, là làm ăn không thất bát rồi mới xem bói thế lại. À thế hả? Vâng. Thế đằng ấy là vào xem thầy đây là đúng rồi. Vâng. Mà lại đây ta bảo này. Dạ. Ta cũng xin giới thiệu, ta đây là thầy bói thật. Mà ta ghét nhất ai vào đây xem bói mà gọi ta bằng thầy nhá. Ghét lắm cơ. Ồ thế ghét à? Ghét lắm đấy. Vâng thì thôi cho phép cháu xin gọi bằng bác ạ. Đi luôn. Chẳng hay đằng ấy năm nay bao nhiêu tuổi mà gọi bằng thế rồi. Em 25. Cái đằng này cũng mới 52 thôi. Ồ. Thì anh... Gọi cái gì cho nó gọn hiểu chưa? Bằng chị. Vâng. Đi luôn. Đi thẳng luôn, khỏi quay lại nhá. Ồ. Thấy ông đầu đinh kia không? Đấy hôm nọ ấy, tóc dài rất là tốt đấy, tôi kêu tôi bằng chị tôi cạo phát không còn mọc tóc được đấy. Thế bây giờ muốn gọi bằng cái gì? Bác cũng không được, chị cũng không được, gọi gì? Gọi con à? Không. Gọi bằng gì? Gọi bằng em. Ôi giời. Nghe xong buồn lồn quá. Gớm khổ 25 tuổi gọi 52 bằng em mà nó ngượng ngạo nào ấy. Ngượng ngạo gì? Không nghe ông bà ta nói à? Thương thay thân phận đàn bà, hơn bao nhiêu tuổi vẫn là bậc em. Lúc mà chị còn văng chương. Vâng thôi thì em thì em. Ờ này bảo này, thế gọi bằng em đi, không chừng ta đây xem bói khuyến mãi cho nhá. Không ai lại thế, tôi không lợi dụng. Không. Xin lỗi em nha, con không có lợi dụng như thế. Sao lại xin lỗi em, con không lợi dụng như thế? Nó ngượng mồm. Ngượng mồm. Xong gọi mãi gọi không được ấy chứ lị. Thôi ạ. Thế gọi em đúng ra là xem bói miễn phí. Vâng. Nhưng mà tính tôi lại thích xem là phải trả tiền. Ôi giả tiền nó mới linh chứ không trả tiền thần thánh không về. Con thấy hiểu ý quá. Thế gieo quẻ thì thường nó linh thiêng hơn, hiểu chưa? Vâng. Thế tôi đã ấy thì mình gieo luôn đi, hiểu chưa? Bây giờ gieo bao nhiêu ạ? Tùy tâm thôi, khách ra vào ở đây thường cho 500 đô hay 1.000 đô. Đàn ấy gieo bao nhiêu cũng được. Cái này là tùy tâm đó ạ. Ừ. Vâng thì cảm ơn là thông cảm. Thế đây em gieo cái này cho nó kêu này. À, năng xe. Kêu quá. Vâng. Thế có biết bao giờ chơi pizza không? Là thế nào ạ? Có biết cây cơ không? Dạ biết. Mặt ta đang đơ như cây cơ đây này. Sao thế ạ? Nghĩ sao cha? Coi 500 đô đưa có 5 sen lấy gì coi được hả cha? Thế bảo là tùy tâm mà lại. Mà quên nghĩ thật sự ra đây cũng mượn hồn ở trên cao thôi. Thế để hỏi thần thánh xem có cách nào giải quyết được không, hiểu chưa? Vâng. Để ta xem nào, ta hỏi xem hồn ở trên có nhập vào ta thì xem nhá. Vâng. Hai, con lại trên mương trời vơi vơm gặp thầy chú rồi đi. Chi chuồng, chi chuồng chứ không phải là cơi chuồng. Có gieo quẻ tình duyên, lý ra đặt 500 đô là hay đặt 1.000 đô na. Mà không hiểu sao nó đặt con 5 sen, vậy có xem không thì bao. Dạ, 5 sen thì xem theo kiểu 5 sen, xem cho nó chết mẹ nó luôn. Dạ, ok. Con nói tiếng lạ nhỉ? Thế em không hiểu gì cả. Thần phán đấy. Vâng, thế nào ạ? Bây giờ phán luôn nhá. Vâng. Số cậu sau này sẽ lấy vợ. Vâng. Vợ cậu là phụ nữ. Vâng. Còn gì nữa không ạ? Hết. Ồ. Sao xem bói mà nó lùn như bà thế? Thế bà xem gì chỉ có mỗi hai câu là xem nào?
Năm xem thì em được kêu năm xem, muốn xem sâu sắc thì tăng cường vào xem nó mới sâu sắc. Năm xem lấy bô thì xem được. Thì bảo, bao nhiêu trăm thì cứ bảo. Ừ, cứ xin diện này. Năm xem là tại vì bảo từ tâm thì mới đưa năm xem, chứ bây giờ bảo thêm thì tôi thêm. Mấy trăm trả được, mấy trăm nó cũng không khè. Đây, một xem nữa đây. Là sáu. Thôi lại cụ thôi, hương hồn cụ cất vào em tự phát cho nó nhanh ạ. Không để cạo gió à? Thôi để ta về ta cạo gió. Vâng. Nghe xong gió nó lên dần dần trên người này. Nha, phán luôn nhá. Vâng. Số câu. Vâng. Sau này sẽ lấy vợ. Vâng. Vợ câu là phụ nữ. Cái đây nghe rồi. À quên. Mẹ vợ câu. Vâng. Là đàn bà. Bố vợ câu. Thế nào à? Bố vợ câu. Thế ông sắp chết à? Chứ thế nào? Bố vợ câu. Thế nào? Là đàn ông. Ừ thì... Ôi con mẹ này. Nói vòng vòng hàng rào cũng bằng kẽm gai. Còn nữa. Còn cái gì? Hết. Một sen đưa thêm đấy. Đúng khổ bạc quay thế chả khác nào là cái số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng, chả gái thì trai. Đúng rồi. Xem thế xem làm gì? Ta xem và ta xem vào câu như thế chứ là thôi, xem. Thôi mệt, không coi xem nữa đi. Này. Cái gì? Người đâu hay giận hờn thế. Tôi phải đi làm mà dân business mà. Nãy giờ ta vào đây ta đùa thế thôi. Đùa cái gì vớ vẩn. Ta nãy giờ ta bảo ta on sale, ta khuyến mãi rồi. Ta có lấy tiền đâu. Ta chỉ lấy cái khác thôi, hiểu chưa? Bây giờ bà muốn lấy cái gì? Ta chỉ lấy tiếp tiếp te te gì. Mẹ con người có bao nhiêu chỗ quý nó lấy hết mẹ rồi. Vớ vẩn. Tôi đây nếu mà tôi bán nghệ, tôi không bán thần. Này, vơ đây vẩn. Là tập sách nhá. Tập gì? Dở tập sách. Dở trong cuốn sách này, nó sẽ ra một bài thơ. Ngồi đây đi. Rồi nó hiện ra chân dung phụ nữ vợ cậu. À, thế à? Tớ giải thích cho nghe hiểu chưa? Bây giờ xem đến sách rồi á? Ừ, nhanh nhá. Gớm thời, bà đi trước thời đại nhỉ? Ừ. Bây giờ người ta xem bằng vi tính, bà mới dở sách. Ta dở sách cái này là ta đi theo cái truyền thuyết cũ. Bói Kiều. Ở đây cái bài này là bài gì? Đấy. Cái này. Gớm. Đây. Xem nào. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát. Mặn dầu. Tay kẻ lặn. Ừ. Mặn. Nặn. Ờ lặn. Ừ. Nặn. Ờ quên. Lặn. Nặn mà. Ủa tiên sư mày quê tao chỉ nói là lặn thôi, không nói nặn được nhá. Ờ đấy, mới vừa nói xong rồi. Ép quá thì phải ra thôi chứ. Mà em vẫn giữ tấm lòng son. Này là ý gì? Khổ thân thế. Bao nhiêu bài hay không chọn ngay cái bài buồn thế. Xin chia buồn với cậu. Thế nào? Số cậu sau này khổ tình lắm. Cậu sẽ quen một con bé rất ư là trắng trẻo. Ồ, người ta bảo người vợ nước da trắng là đẹp chứ có gì mà phải khổ thế. Gớm, nhưng mà con này nó có nguy cơ bị bệnh béo phì. Mà làm gì bà con nói cái gì, căn cứ đâu bà nói cái câu đấy. Thì đây, béo phì đấy. Không nghe cái câu thân em vừa trắng lại vừa tròn. Tròn lắm đấy. Con này hơi béo nè. Béo làm. Không kệ, béo được. Béo mình về đêm mình làm đầu năm rồi mình gối hay là mình để mình gác cũng đỡ. Nhưng mà con này nó béo lắm. Vâng. Đến nỗi mà nó có nguy cơ sau này bị chết chìm đấy. Sao tự dưng bà phán nó chết chìm là nào? Cô không nghe câu à? Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy lỗi ba chìm với nước lon đấy, thấy chưa? Đi ra bờ sông vừa tắm xong nhảy xuống chìm luôn, không kịp cưới, kinh không? Đấy. Kinh đấy. Mà nếu con này không chết chìm sau này còn hành nghề bia ôm nữa. Vơ vẩn. Bài này bình thường thế là chỉ coi là nhưng em vẫn giữ tấm lòng son này. Ô, không nghe cái câu à? Câu rắn lát mặt dầu tay kẻ lặn, thấy chưa? Con gái ngoan hiền ra đâu ra đường đâu bây giờ để ai sờ ai lắn đâu, chỉ có bi ô mới như thế thôi, hiểu chưa? Đấy, thấy chưa? Chết mẹ, cưới vợ này thì cưới làm gì? Đấy. Nhưng mà sao? Nhưng mà cuối cùng nó còn cái câu vẫn giữ tấm lòng son đấy.
Nó khổ thế. Nó còn được cái câu đấy quá. Nói dù nó làm gì nhưng mà cái lòng nó vẫn dành cho mình tấm lòng son. Gớm, con gái nói có là không, nói không là có. Chẳng nhẽ bây giờ nó bị sờ, bị lắn ở da, nó gặp anh nó bảo: ôi anh ơi em bị sờ, em bị nắn. Thôi thôi thôi, bà đừng đưa hàng mà bà, tôi sợ lắm. Con sợ mấy hàng cũ này lắm. Hàng lâu năm này mốc mèo mệt lắm. Sao cứ sỉ nhục ta thế? Sỉ nhục gì? Người ta có, người ta khoe đã đành. Không phải là vậy, mà em vẫn giữ tâm lòng son. Có nghĩa là con bé này nó bán bia ôm một thời gian, sau này nó tích chữ được một số son phấn, sau này nó hành nghề bán son, hiểu chưa? Câu người ta, câu cú nó ra là thế. Ngoài tôi chỉ có mỗi cái bài của bà người ta tả về cái bánh trôi nước thôi mà bà vẽ ra lung tung ấy. Đấy, phải suy diễn ra, anh hiểu không? Nó như là chơi số đề đấy. Mà phải bàn ra, cuối cùng anh rất khổ. Nó hiểu chưa? Thôi khổ thì thôi. Thôi thế thôi, cảm ơn nhé, không xem nữa. Này! Sao? Sao lại hay giận hờn đến người đâu, cứ xem hở tí về. Mấy khi gặp được thầy ở đây, từ bay từ Việt Nam qua đây chỉ đứng đây xem bói mà chỉ xem vài người lại bay về bên kia xem bên kia. Ta tự ra đây, nếu mà xem không được, lấy vợ không được, để đây để ta cầu hồn thần thánh xem có cách nào giải quyết được không, hiểu chưa? Vâng, số em cao số lắm. Đấy, cao số lắm, nhìn là biết rồi. Hay, con lại trên vương trời mời vương vật, thì chú Johnny chi chuồng, có lân đân minh duyên, có cách nào gờ được không à? Dạ, ok, chơi luôn. May quá. Số cậu gặp tôi hôm nay là thần thánh, là dễ dãi như thế nào lại ứng cho cậu là lấy được vợ rồi. Ồ thế à? Mừng lắm. Thế bây giờ nhá, xem bói ở đây xong, ra về cậu đừng có đi đâu hết. Vâng. Cậu cứ lấy xe tiến thẳng ra Santara, đi vòng hết một phước Ngọc Thọ nhá. Xong quay lại cái sân khấu Babylon. Cái gì? Babylon. Babylon nào? Thì Babylon này. Có cái sân khấu gì mà nghe bảo có lông lông đấy mà không nhớ. Thôi nói chung là sân khấu có lông. Ừ đấy. Cậu mới tiến thẳng vào một chỗ rất là đông người. Cậu mới đi thẳng xuống bậc thang. Cạch 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 cạch. Cậu gặp một người phụ nữ mặc áo màu đen, đang ngồi hàng thứ hai, tóc bới, ngồi chờ đợi ở đấy. Ồ, thế cuối cùng tôi lại gặp người quen à? Đấy kìa, ai kìa. Không, anh có điên không? Anh từ từ anh nhìn, anh có thấy người ta ngồi với chồng người ta không? Ừ, chồng người ta đẹp trai, cao to. Sao tự dưng thần thánh thì phán cái kiểu gì kỳ ấy? Phán cái kiểu đấy là giết người à? Tôi đi xuống đấy cho chồng nó đánh tôi bỏ mẹ tôi à? Thế cái gì từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Cũng chưa chỉ lanh chanh, từ đấy anh mới đi tiếp, hiểu chưa? Ồ, cái từ, đấy mới ngừng chặng một đấy à? Ừ, từ đấy mới là một cái chặng thôi. Anh mới xin người ta, anh bảo ơi cho em đi tiếp. Anh mới phóng qua cái bàn, anh mới tiến thẳng lên một cái bậc thang. Anh đi cạch 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 cạch. Trên đấy có một cái bục cao giáo, trên đấy có nhiều đèn chiếu sáng. Khoan, từ từ để cho em đi luôn. Không, từ không, từ cho em đi không, em... không, khỏi đi. Nó đâu đây đây rồi, hiểu chưa? Từ từ ta chỉ rồi mới đi, hiểu chưa? Rồi trên đấy có nhiều khung cảnh rất là thơ mộng. Đặc biệt trên đấy có một người phụ nữ đẹp như tiên, hiền dịu, đang chờ đợi cậu. Cái cảnh này quen nhỉ? Đây này có đèn chiếu sáng này này. Đâu chả thấy ai. Ai? Chả thấy ai ạ? Ai này? Em không thấy ai. Ai này? Nó ai đâu, không, em không thấy ai đây này, không thấy. Khổ quá, đây lại. Con lại mẹ, mẹ ơi. Gớm khổ thế. Mỗi lần ăn gà con phải xé à? À? Mỗi lần ăn thịt con phải nhai mớm à? Gớm khổ, bà đẹp với bà tự tin thế. Này, để có vũng nước trâu nào không mà xoay mặt và xuống xem, ôi giời, tiền đạo thì đi hết. Mắt thì nó sụi lơ thế kia. Nhìn bà người trả ra người, chín phần khỉ một phần đười ươi. Bà nghĩ sao mà bà tôi lấy bà. Khổ quá, lấy em về. Em không đẹp mà em nạ, anh hiểu chưa? Anh là, em là thú vật nạ. Nhìn em là anh buồn ngủ ngay, hiểu chưa? Này em bảo này, anh có gì mà anh cứ hoảng hốt. Không có gì hoảng hốt hết. Duyên số nó đến đến rồi. Em bảo anh này, anh cứ từ từ, anh cứ làm cái gì mà anh đã ớn, anh gói anh lôn ra thế đó.
cứ từ từ ta thẩm định hàng hóa. Không, em nói thật với chị nhá, thế thà em không lấy chị thì thôi, nghe đến lấy chị là bắt đầu em buồn lôn. Hồi sáng ăn có mỗi cái hamburger, bây giờ phải lôn ra miếng steak cơ. Gấp lôn mà còn lỗ ấy. Này, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Thế nào? Bên ngoài quần áo tả tơi, bên trong nội thất tuyệt vời làm sao? Cái này thì em lôn thật sự đấy ạ. Cũng khổ, bà nghĩ sao bà bảo nội thất bà đẹp. Điện nước thì cúp mẹ 2/4 rồi. Đấy, chưa tính nữa nhá. Chưa tính cái lần kép rồi nhá. Hàng hóa cứ cất nâu, không có đưa ai nhìn là coi như là không chứng minh được cái gì. Đây, 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 bảo đây. Này nhá, em nói thật anh nhá, bây giờ em dở cái này ra nhá, em chứng minh cho em biết là em đẹp nhá. Anh nhìn vào anh ngất ngay, đẹp lắm cơ. Thôi tôi không nhìn đâu. Em nói thật anh, em dở này là chết ngay. Đây, đây, đây. Mấy anh chị, mấy anh nào hôm nay làm ơn có vợ dắt đi, đừng có mở mắt ra xem cái này nhá. Thấy cái này của em xong cái bỏ vợ theo em rồi đấy. Đấy, cha kia kìa đấy, có vợ ngồi mà mắt xuống quắt cái đèn pha đấy. Không, cái đấy người ta tò mò xem cái gì mà kinh thế đấy. Này, từng nhá, hộp lắm. Thôi em không xem đâu, gớm khỏi. Đấy này, tao không, không. Đưa được, được này. Tên, 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 tên. Tên, tên. Ô, chân gà ác tìm thuốc bắc. Cái này hả, bà đưa tôi xem này à. Trời ơi, tôi chưa thấy ai mà kinh khủng như con mẹ này. Mặc quần bà ba mà nó chơi vớ da đen. Em tưởng nó vớ đến đây rồi nó chơi một phát mẹ đến bẹn. Thế là khổ. Chưa hiểu cái gì để tôi từ từ ta giải thích. Qua cani này nặng quá, phải mang tất cho nó ấm chân, với lại che đi 5-6 cái ghẻ nó mọc trong người này. Ồ thế à? Ừ. Thế lấy cái cổ quý này còn tặng kim cương ấy à? Ừ. Rất khổ. Này, sao mà cứ sao mà cứ tránh né thôi, thế? Thôi thôi. Bảo này, lấy em có nhiều dịch vụ khuyến mãi lắm. Em on sale á? On sale nhiều vụ lắm, có nhiều cái dịch vụ rất là vui. Nha, lấy em nhá. Cái thứ nhất là anh sẽ được một chuyến đi du lịch Hawaii miễn phí nha. Đặc biệt lấy em hàng đêm, nghe hàng đêm mắt chớp chớp ngay. Chớp chớp để ngủ đấy mẹ. Hàng đêm anh sẽ được xem phim kinh dị miễn phí. Thôi còn lại bà. Thôi, rồi sáng sớm ra gặp con mẹ điên. Thôi. Ô. Còn ta đi đấy. Sợi người. Đi cái gì mà đi? Bà sẽ buồn cười. Tôi đến đây tôi có xem bói tôi lấy vợ đâu. Ô hay. Cái này buồn cười nhỉ. Cái đàn ông này râu ria này không lấy vợ chẳng nhẽ đây thế giới thứ ba. Này bà nói cho đàng hoàng nhá, thế giới thứ ba là cái gì? Bà nhìn sao bà bảo thế giới thứ ba? Em sao gì, em sao gì? Xin lỗi bà. Tôi đê đê mà. Hello, honey à, lúc đấy ở đây vui lắm này. Đây có con mẹ bảo em lấy chồng em buồn nôn gần chết rồi này. Lấy vợ em buồn nôn gần chết rồi này. Mà, thôi đến đón em nha. Này, đời em là không bao giờ, em có bảo bà ấy, bây giờ em phán thẳng vào mặt bà ấy cho anh nghe nhá. Đời tôi nhá, không bao giờ ăn bánh bao bánh bèo nhá. Chỉ là gõi cuống rồi nhá. Báo cho bà biết trước như thế. Em báo rồi. Yên tâm, sẽ không mất em đâu. Ok, bye bye. Gì đấy bà nói? Thế chị có dâu gì đấy ơi? Bảo này. Người đàn bà không bao giờ biết chửa đấy. Thế, gì? Thế muốn đi về gì? Vâng. Đây này, nãy mà anh vào nó này, bây giờ anh ra nó này đấy. Có mấy anh security đang đợi anh đấy. Ra đây mà ấy nhá. Nhầm rồi. Đấy không phải gu tôi nhá. Gu tôi không có security nhá. Chứ là ai? Ai đòi làm gì? Vớ vẩn. Này, từ nay giờ đi nhá. Ừ. Cứ nhớ đi nhá. Từ nay giờ đi nhá. Đừng bao giờ nhìn bên ngoài. Nhìn bên ngoài không đánh giá được con người đâu nhá. Đừng thấy dâu mà tưởng dai nhá. Lộn hàng rồi đấy bà. Tôi đi đây. Cái đằng ấy là tên gì đấy nhỉ? Không cần biết tôi là ai. Ôi chết, đụng hàng rồi. Đụng hàng đây là chị Bảy bắn dưa, chị cưa cái cẳng, chị lột cái da là chị rồi. Cô em bảo rồi,
chết rồi. Đời em mà lấy anh này về đêm tân hôn, hai đứa dành nhau cái váy đầm ngủ mà giết nhau chết chắc. Bởi vậy em bảo rồi, người phụ nữ mà đẹp như tiên như em là khổ tâm lắm. Bởi vậy em quyết định em ở giá đi cho nó khỏe nhỉ. Thế em chào các bác, em ở giá đi cho nó khỏe nha các bác nha. Xin chào nha. Hoài Linh và Thúy Nga xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Xin chúc quý vị khán giả một buổi tối thật là vui vẻ. Xin cảm ơn. Bà chờ tôi ra chào phải không? Yes, bây giờ tôi nhìn bà tôi buồn lâu thật. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, Hoài Linh với chúng tôi đều bắt đầu ở Cao Sơn, restaurant Cao Sơn. Mà Hoài Linh thì bây giờ ở trên đài danh vọng rồi. Còn tôi thì vẫn là một MC có tuổi mà chưa có tên. Cái đấy là cô nói quá chứ. Nó thấy là cháu là hồi đấy cô cháu mình gặp nhau là ở Cao Sơn cô nhỉ? Rất lâu lắm rồi, bây giờ hai cô cháu mới làm việc với nhau. Và hôm nay nhưng mà từ ngày đó là cô đã nói trước là Hoài Linh sẽ là một người thành công lắm đúng không? Nhưng mà bao nhiêu năm cháu nhìn cô vẫn đẹp. Và xin cảm ơn cô, cảm ơn quý vị khán giả và chúc cô và quý vị khán giả có một đêm thật là vui và chúc sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong show tới. Vâng. Thưa quý vị.